Hello, xin chào các bạn đã đến với Di động Nhật Nam nhá. Thì các bạn cũng biết shop Di động Nhật Nam là chuyên bán máy cũ chính hãng và iPhone chuẩn quốc tế. Cam kết là chỉ bán máy zin chất, không bán máy bị sửa chữa và chế độ bảo hành là một đổi một trong vòng 6 tháng. Có hai hình thức mua bán, thứ nhất là trực tiếp tại shop ở Tân Phú, Đồng Nai. Thứ hai nữa là bán online và ship code trên toàn quốc. Các bạn lưu ý là ở Tân Phú, Đồng Nai nhé, tức là huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Và cái địa chỉ cụ thể là ở số 1481 tổ 4 ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Ai ở gần khu vực đó có thể đến xem và mua hàng trực tiếp ủng hộ cho mình. Còn tất cả những bạn ở xa thì có thể mua với hình thức mua online. Bên mình có ship code trên toàn quốc. Tuy nhiên, khi mua online các bạn cần phải đặt cọc trước cho mình từ 1 đến 500 nghìn các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ khui hàng. Lưu ý một điều hết sức là quan trọng nữa là shop Nhật Nam báo giá là chỉ báo giá mỗi máy trần. Nên các bạn nào có nhu cầu muốn mua thêm bộ sạc thì chúng ta phải mua khi đặt hàng. Shop Nhật Nam không cho, không tặng và cũng không bán liền combo vào, bởi vì shop Nhật Nam chỉ bán những sản phẩm tốt chất lượng. Sản phẩm cho kèm theo thường là những sản phẩm kém chất lượng, nên là mình bỏ đi cái tiêu chí đó là thứ nhất. Thứ hai, đôi khi các bạn không cần có nhu cầu, các bạn nhé, bởi vì có thể là nhà các bạn đã có sạc dư thừa đấy rồi, có thể tận dụng được những cái bộ zin cũ đấy các bạn. Chính vì vậy là mình đưa ra cái hình thức bán như thế để tiết kiệm hơn cho khách hàng, và mình chỉ báo giá cái sản phẩm, báo giá cái máy thôi, cho nên nó chỉ có mỗi cái máy thôi các bạn nhá. Và các bạn hãy nhớ giúp cho mình một điều rằng là tiền nào của đó. Trên thị trường hiện tại bây giờ đối với lĩnh vực điện thoại thì các bạn biết là rất là nhiều loại giá, nhưng chất lượng thì không giống nhau đâu. Máy cũ thì cũ nhiều, cũ ít, xấu nhiều, xấu ít, hay là cũ nhiều, cũ nát. Đấy, các bạn hãy cứ hiểu như thế cho mình một điểm. Và về cái vấn đề cam kết bảo hành tới 6 tháng thì thực tế chỉ có ở shop Nhật Nam thôi các bạn nhé. Bán máy cũ mà bảo hành 6 tháng thì yên tâm tuyệt đối rồi. Các bạn cũng không cần phải lo lắng là mua về mở ra là trong đấy nó chỉ là cục bông gòn, cục mút, cục gạch. Bởi vì bên shop Nhật Nam từ xưa đến giờ bán luôn luôn cho khách hàng kiểm tra hàng, test máy. Các bạn cứ yên tâm. Và luôn gửi kèm theo cho các bạn giấy bảo hành có đóng mộc Di động Nhật Nam, có ký tên. Các thứ là gọi là đầy đủ hết để cho các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Ok, như vậy ngày hôm nay chúng ta về hàng ở đây là 11 Pro Max 64GB. Chắc hẳn là các bạn rất quan tâm về giá, thì giá khởi điểm của nó chỉ là 12 triệu rưỡi trên một máy. Mình có về được số lượng chỗ này khoảng hơn 10 máy, nên các bạn cứ thoải mái alo đến cho mình để đặt hàng các bạn nhé. Mình sẽ cho nhân viên test kỹ trước khi mà review chi tiết, và cái giá của nó là vào khoảng là 12 triệu rưỡi. Bạn nào kết thì liên hệ đến số điện thoại 0979 78 2366 hoặc là số 0367 709 123 để đặt cọc mua hàng các bạn nhé. Mình sẽ ưu tiên cho những bạn nào đặt trước, sẽ lựa cho các bạn những con máy xịn sò chất lượng nhất. Đấy, nói chung hàng khá đẹp, hàng zin đẹp 99 các bạn ạ. Chủ yếu là màu xanh và màu đen, màu gold thì ít lắm nên ai mua màu gold tranh thủ nhé các bạn. Mình nhìn đây này, mười mấy máy mà hình như là chỉ có hai máy màu gold thôi. Trần xì có hai máy màu gold thôi. Đấy, ok, toàn là máy chất thôi. Ở bên mình thì cam kết là bán hàng chất, hàng zin, không bán hàng giá rẻ mà kiểu như sửa chữa hay thay thế màn hình các kiểu các bạn nhé. Đấy, nên là nhìn một số bạn so sánh giá thì chắc là không mua được hàng của bên mình. Đấy, màu đen đẹp. Toàn bộ hôm nay hàng 64GB đẹp, chuẩn quốc tế, cam kết hàng quốc tế đến trọn đời máy và bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng là 6 tháng nếu có lỗi. Giá bán của hai cái dòng sản phẩm màu đen và màu xanh thì là 12 triệu rưỡi đấy, còn màu gold thì nó hiếm như thế thì chắc chắn nó mắc hơn mấy trăm nghìn đấy các bạn. Mắc hơn mấy trăm ấy nhá. Mình phải bán đến 12,8 các bạn nhé.
máy thì cứ bao cho các bạn dùng thoải mái, bao quốc tế trọn đời máy. Như vậy các bạn thấy là màu đen và màu xanh rất là nhiều, nhưng màu gold này đấy, chỉ có mỗi hai cô hoa hậu, anh nào rước thì rước dùm em luôn đấy. Ngoài ra là màu xanh rêu với là màu đen, đồng giá là 12 năm các bạn nhé. Đấy, hàng về thì cứ gọi là đông như quân nguyên, mà về đều để phục vụ khách hàng. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình và luôn yêu mến ủng hộ Nhật Nam. Các bạn hãy đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký và like, chia sẻ video đến nhiều người khác cùng xem và cùng mua hàng ủng hộ bên mình các bạn nhé. Các bạn cứ yên tâm, bên shop Nhật Nam chỉ bán hàng zin chuẩn chất và chế độ bảo hành tốt nhất hiện nay trên thị trường đối với dòng máy cũ, một đổi một trong vòng 6 tháng. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.